Vô hàng bánh mía nha. Chủ cho cả nhà coi đó hả, hai cô vàng dạ. Dạ. Cô kia chắc đi vô toilet chưa. Người đẹp này nha, quay cho cả nhà coi ba người đẹp à, xinh xinh. Đó, đi vô hãng bánh nha, mua bánh chưa? Mua rồi. Dạ hả? Nhiều lắm rồi. Mua nhiều lắm phải không? Đây về á hả, kỳ này đẩy ha, đẩy bánh lục gia nha, bánh lục gia với mấy bạn ha. Đi vô lò bánh lục gia à.
tiêu, con đâu tiêu hết rồi. Giờ đi